Hàng vàng kháng trẻ Nhật U tới Stem Nutrients nhưng lại lũ lượt rời đi khiến dân mạng dậy sóng. Và hôm ngày 19 tháng 8, NewJeans và ban nhạc Rock Powers đã cùng xuất hiện ở lễ hội âm nhạc hàng đầu Nhật Bản Summer Sonic 2023. Khi NewJeans biểu diễn, hàng vạn khán giả đã đổ xô tới xem nhóm nhạc nữ đình đám K-pop, tạo nên một khung cảnh gây choáng ngợp. Điều này minh chứng cho độ nổi tiếng ở thời điểm hiện tại của nhóm em gái BTS ở thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới. NewJeans nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người yêu nhạc tại Nhật Bản ở sự kiện hoành tráng mới đây. Trong phần biểu diễn của nhóm, toàn bộ khu vực dành cho khán giả đã được lấp đầy. Tới màn trình diễn của ban nhạc nước Anh Powers, khán giả lũ lượt bỏ đi, để lại những khoảng trống rộng mênh mông ở khu vực dành cho người xem. So sánh quy mô khán giả khi NewJeans và Powers trình diễn, công chúng dễ dàng nhận ra sự tương phản đối lập. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sugar TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.